Qua trên trà me rồi mà tới bây giờ chị vẫn chưa thử được cái hương vị của cái món trà me của bên em. Vậy là phải tới liền quán em thử đi ạ. Ở đâu qua trên chứ quán em là vẫn đứng vị trí top 2 trong các món best seller nha. Thật sự mà nói cái món trà me muối ớt này rất là dễ uống luôn. Bất kể trời nắng hay là trời mưa. Mà đa số bảo để ý là cái món trà me muối ớt này là được mấy anh chị trong văn phòng công ty là thích order lắm. Mà không chỉ order một ly mà order một lần là 5-7 ly không á, mà upsize 1 lít 3 nữa đó mấy chị. Cái món trà me muối ớt này là ở dưới em còn cho thêm cái mứt me không hộp á, ăn nó dẻo dẻo ngon lắm. Mà quán em á là có hai loại trà me lẫn nha, nhiều khách là hay bị nhầm lẫn lắm. Một cái là trà đá me, một cái là trà me muối ớt. Thì đối với trà me muối ớt thì sẽ có thêm cái mứt me với lại kẹo me nữa nha. Nhiều chị không biết order trà đá me xong tới không có thấy mứt me với kẹo me, xong đánh giá một sao, tội nghiệp quán em. Và đặc biệt là trà me bên em á là sẽ có thêm đậu phộng nữa nha. Đậu phộng này là gì của em rang nên là thơm với bùi lắm. Hậu vị của cái ly trà me muối ớt tròn chỉnh á là nó sẽ có chua, ngọt và mặn nha. Uống một ngậm thôi là thấy fresh liền. Quán bảo thì nằm ở 83 Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận. Ai chưa thử qua cái món trà me muối ớt này thì tới liền 83 Hoa Sữa của Bảo để thử nha. Bye.